Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Việt Vision. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bảo Trâm vui mừng gặp lại anh Phong Nguyễn, một Việt Kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Chúng ta đã biết những bài nói chuyện của anh Phong Nguyễn trên kênh Việt Vision được bà con trong nước thì rất ủng hộ và động viên khích lệ anh rất nhiều. Thưa anh Phong Nguyễn, anh có quan sát cái cuộc viếng thăm và làm việc của bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Việt Nam không ạ? Đầu tiên chào Bảo Trâm. Chào mọi người xem đài. Thì cái sự kiện vừa qua thì cái chuyến đi của bà Kamala Harris sang thăm Việt Nam thì nói chung theo ý kiến của anh thì đó là một chuyến đi thành công, rất là thành công. Thưa anh, trong chuyến viếng thăm vừa rồi thì Hoa Kỳ có tặng ở Việt Nam 1 triệu liều thuốc vaccine. Sau đó thì Việt Nam thì có thiện chí là cũng thả 2 nhân vật là đàn em đệ tử của Tổng thống tự phong Đào Minh Quân, mà ở Việt Nam người ta xếp Đào Minh Quân vào là tổ chức khủng bố. Đó là bà Angel Phan và ông Hân Nguyễn. Trong các cái vụ mà ông bà này về Việt Nam là có hành động là chống phá. Thế anh có biết về 2 nhân vật này không ạ? Mà hoạt động ở bên Mỹ của họ ra sao anh? Theo anh thì họ chỉ là nạn nhân thôi. Thật sự mình đáng thương cho họ thôi. Họ chỉ là nạn nhân. Nhất là cái bác gì Angel lớn tuổi rồi, tội mà kêu án tới 14 năm. Thì anh thấy họ cũng là nạn nhân thôi. Thế lại cái tổ chức của ông Đào Minh Quân ở bên đây thì ai cũng biết rồi. Mình chỉ lo ngại là chỉ ngại có một số người Việt á, ở bên kia không biết á, rồi cái tham gia này kia rồi nó mang cái thiệt hại cho bản thân mình thôi, chứ chẳng làm được gì. Thì qua cái giao lưu, cái đối ngoại trong cái chuyến thăm á, thì Việt Nam cũng tỏ thiện chí là thả hai công dân Mỹ là ông Hân Nguyễn, bác Angel Phạm và ông gì Nguyễn gì đó. Thì nói chung là theo anh ở bên đây anh nhìn thì anh thấy họ đáng thương, họ là nạn nhân thôi chứ chẳng có gì cả. Thì với cái chính sách mà ngoại giao mềm dẻo thì cái động tác này thì anh thấy nó cũng đúng thôi, nên mình phải tỏ thiện chí trước. Thì họ dù gì hai người đó cũng là công dân Hoa Kỳ, thì cái động tác mà thả hai cái nhân vật này ra thì anh thấy nó cũng hợp lý. Với lại họ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên để họ trở về với gia đình. Tại vì thật ra thuyền nào nấy sống được bao nhiêu năm nữa đâu, và cái cuối cùng là họ chỉ là nạn nhân thôi. Trở lại với Bảo Trọng. Vâng, thưa anh, Angel Phan và Hân Nguyễn là 2 công dân gốc Việt mà quốc tịch Hoa Kỳ. Theo như nhà nước Việt Nam đã kết luận ở trong phiên tòa thì 2 ông bà này đã vào Việt Nam để chống phá cái dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2018. Và đối với người dân Việt Nam thì 34 là một sự kiện chính trị rất là quan trọng, đánh dấu cái mốc mà thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại bang. Đó là cái ngày mà mỗi người dân Việt Nam đều được nghỉ làm, được coi là ngày lễ tầm quốc gia, được nghỉ làm để vui chơi. Nhưng mà thường từ trước đến nay thì các lực lượng chống phá, thế lực phản động, họ toàn nhằm vào các ngày đó để họ tấn công. Ví dụ 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, đó là các dịp mà hay bị lực lượng chống phá nó gây tiếng vang. Thế thì rõ ràng là Đào Minh Quân là đứng đầu tổ chức mà nhà nước Việt Nam xếp vào loại khủng bố, thì đó là tội phạm nghiêm trọng ngay. Tội nặng á, tội nghiêm trọng, không phải tội nhẹ đâu. Nhưng mà có lẽ là nhà nước Việt Nam mình cũng tỏ thiện chí. Và nói thật là người dân Việt Nam cũng đồng tình thôi. Bởi vì nuôi các vị này mà, tốn cơm, tốn gạo, chả ích lợi gì. Thế thì có một chi tiết là mấy ngày hôm nay, trong vòng 5 ngày, Việt Nam tiếp tục xử 2 đối tượng khác cũng là đàn em Đào Minh Quân. Một người bị 5 năm tù, một người bị 10 năm tù. Đó là Trần Văn Đức và Ngô Công Trứ. Ngô Công Trứ ở Phú Yên đấy, Trần Đức thì ở Nam Đàn, Nghệ An, cũng đi theo Đào Minh Quân. Thế nhân đây anh có lời khuyên hoặc là nhận xét một chút, tại sao ở Việt Nam và rất nhiều kênh YouTube, chưa kể đài báo nhà nước, đã có nhiều bài, có hình ảnh trên TV, trên trang web
đều đưa tin Đào Minh Quân là bị tổ chức khủng bố. Rất nhiều video ở Việt Vision cũng bà con Việt kiều cũng nói Đào Minh Quân bên kia coi như thằng tâm thần ấy mà. Có ai nghe đâu. Nhưng mà không hiểu sao ở Việt Nam mình vẫn có nhiều người nghe lắm, được phong đại tướng này, có người được phong tỉnh trưởng Tây Ninh này, có người được phong là có nhớ đứng đầu một cái chi nhánh ở miền Trung này. Nhưng mà nên họ theo. Thế anh có suy nghĩ, có lời khuyên gì và nhận xét gì về Đào Minh Quân cũng như lời khuyên gì cho bà con trong nước mà? Vâng, thì cái tổ chức này thì ở bên đây ai cũng biết mà, ai cũng biết. Người Việt ở Mỹ thì ai cũng biết cái tổ chức này cả. Thì đôi lúc á, em biết rồi, ở trong cái xã hội mà làm sao mà nó có cái sự trọn vẹn được. Thì đôi lúc á, họ cũng có những người ở Việt Nam họ vì một lý do gì đó về cái nông cạn trong cái suy nghĩ, hoặc là cũng có thể là yếu tố tiền bạc, cũng có thể là yếu tố tiền bạc họ. Bên đây thì cái tổ chức này hay nói về những cái chuyện mà nó trời ơi đất hỡi, là cái vụ mà lên tuyên bố là đã thắng chuyện được ba mấy ngàn tỷ rồi. Đúng rồi. Tùm lum hết á. Thì đó, thì có những cái người nhẹ dạ thì họ tin, họ có người vẫn tin chứ. Ví dụ như một triệu người thì biết đâu cũng có một người tin. Thì cái chuyện đó làm sao mà tránh khỏi. Nhưng mà ở đây thì chú chỉ anh chỉ biết là bây giờ như vậy. Những cái tổ chức bên đây ấy, nếu mình theo dõi thì mình biết rồi họ làm cái gì, biết rồi nó mang cái tính là nó giống như là họ bị hoang tưởng, họ bị bệnh hoang tưởng đó. Thì cái những cái người ở Việt Nam có chỗ lúc không hiểu rồi theo rồi làm những cái chuyện vi phạm pháp luật ở Việt Nam, rồi cuối cùng họ có giúp đỡ được cái gì đâu, rồi mình cái bản thân mình thiệt hại thôi. Nên qua những cái sự việc này thì để rút kinh nghiệm cho những người ở Việt Nam suy nghĩ cho kỹ. Ở đất nước nào cũng phải có luật pháp, mình sống phải chấp hành theo luật pháp. Chứ cần nghe họ nói cái này lường gạt hay hoặc là vì một chút tiền mà mình làm những cái hành động vi phạm pháp luật rồi tù tội, thì rốt cuộc ai chịu? Bản thân mình, vợ cho con cái, gia đình mình chịu chứ ai? Thì cái việc này không phải là mới mẻ gì, nó cũng khá nhiều. Thì thôi thì rõ ràng là bây giờ thông tin bây giờ nó cũng là nhiều mà, mình muốn tìm hiểu cái gì nó cũng không phải là khó. Thì chịu khó một chút tìm hiểu về cái gì đó mình trước khi làm, đừng có vội vàng mà tin vào những cái người họ bị những cái thể mà hoang tưởng tâm thần, họ nói những cái điều nó không có thật. Thì chung quy là như vậy thôi, Bảo Trâm à. Vâng, như vậy là anh nói là có người nhận thức thế này thế khác, nhưng mà có lẽ là những vị đó là vừa vừa dốt vừa tham. Vâng, và nói thẳng anh vừa ngu nữa, đã biết vào mạng xã hội để xem thông tin tin tức rồi, thế mà còn nghe lời nó dụ dỗ có mấy ngàn tỷ đô la nọ kia. Thế thì rồi được cấp nhà rồi phong đại tướng, phong tỉnh trưởng, thế thì cũng là có dấu hiệu là vừa dốt vừa tham vừa hoang tưởng anh ạ. Vâng, trở lại với câu chuyện thì cái ông đại tướng bây giờ là ông quay đầu rồi, ông đại tướng đó, ông gì bác sĩ gì Trần Thế Hùng gì đó, bây giờ ông quay lại ông chửi quá trình ông tốn hết mấy trăm ngàn đô cho cái chức đại tướng của ông. Đấy. Càng đóng tiền nhiều thì được càng lên cấp cao anh ạ. Cuộc sống mà nó có người này người kia, chứ nếu mà ai cũng sáng suốt hết thì cái thế giới này nó hòa bình, nó yên ổn lắm ạ. Vâng anh ơi, thế bên anh thấy ở bên Hoa Kỳ thì sau chuyến đi của bà phó tổng thống Mỹ thì những vị cờ vàng cực đoan thì họ có ý kiến dư luận gì không anh? Anh thấy hoàn toàn yên ắng, hoàn toàn yên ắng, không có ý kiến gì cả. Dạ, không có ý kiến gì cả. Dạ, chỉ thấy chuyến đi như vậy thì họ, anh xem thì anh chưa thấy một cái phản ứng gì hết, mà có vẻ thì mình thấy cái chuyện này nó, cái xu thế, cái thời đại nó đến lúc nào, nó đến như vậy thì nó như vậy thôi. Chứ đâu có còn cái gì mà phải mà vân vân. Đối với cái cộng đồng người Việt mình bên đây có chỉ có một số nào rất nhỏ họ cứ này nọ chống phá thôi, chứ còn đại đa số họ vẫn lo làm ăn thôi em ơi, người ta lo làm chứ không có ai nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà có một số thì cứ lúc nào họ cứ vậy, bây giờ cái dù thế nào đi nữa họ cũng là như vậy thôi, không có thể thay đổi được.
thì hy vọng là một thời gian nữa sẽ hết thôi, chứ còn kiều bào mình ở bên đây thì em thấy họ rất là chăm chỉ nha, họ đi làm suốt ngày cũng chẳng có ai quan tâm gì đâu. Thì qua cái sự kiện bà Hillary thì bên đây thấy rất là yên ắng, nhất là cái ở bên đây nó hay đề cập là những cái câu cà khịa là cho thuê 99 năm gì đất đai rồi gì đó mà không có thấy ai lên tiếng. Trước đây thì cứ là nghe nói cho thuê 99 năm là bán nước bán đồ, nhưng mà bữa nay thì anh thấy không có cái từ đó. Thì trở lại đó Trump. Vâng, trái với cả Trung Quốc cực đoan ở bên Hoa Kỳ thì giới dân chủ Việt Nam thì hy vọng rất nhiều vào cái chuyến đi bà Harry, bà Kamala Harris, để mong là nhiều tù gọi là tù nhân vô lương tâm á sẽ được thả, nên là sau khi chuyến đi kết thúc thì tất cả làng dân chủ cùng thở dài ngao ngán một câu là thất vọng. Thế thì thưa anh là ở Việt Nam thì có một cái dân chủ là Huỳnh Thục Vy, cô nàng này thì từng là xúc phạm quốc kỳ của Việt Nam và từng bị đi tù, thì cô ta cũng đã viết lên nhiều cái bài cảm thán là thất vọng về cái việc bà Phó Tổng thống Mỹ không áp đặt một cái gì lên Việt Nam đó. Thế thì bà chị ta viết trên Facebook cá nhân nhiều lắm cái đại loại là thất vọng với ở Hoa Kỳ. Rồi ngay như việc mà đây kể ngay như việc mà 1 triệu liều vaccine ấy, nhưng mà không ra điều kiện gì cho Việt Nam mà cô ta hằn học, anh thấy không? Đó, đây cô Huỳnh Thục Vy, người bị tù 3 năm vì tội xúc phạm quốc kỳ. Hay là cô nàng này cũng viết là đây, anh có đọc được không ạ? Đại ý là cô ta viết là liệu cái việc mà Mỹ mà giúp Việt Nam nhưng mà không áp đặt cái gì đó thì có tốt hay là có mang lại cái hiệu quả gì cho cái phong trào dân chủ của Việt Nam không? Rồi Huỳnh Ngọc Chênh là người đã từng viết thỉnh nguyện thư bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho bà Harris, đề nghị là thả một loạt tù nhân vô lương tâm ấy, trong đó có là Nguyễn Thư Hạnh là vợ của ông ta đang bị đi tù ấy, vì chị vợ ông ta là cầm cái quỹ 50.000 để ủng hộ Lê Đình Kình và những người tù tội ấy. Đó, thế thì làng dân chủ phải nói là thất vọng tràn trề anh ạ. Bởi vì là bây giờ anh có ý kiến này nhá. Anh thấy là cái việc bà Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam sau đó lờ tịt đi cái chuyện là dân chủ rồi tù nhân lương tâm nọ kia, mà bà chỉ bàn các chuyện đại sự, ví dụ ở Biển Đông về giúp đỡ nạn nhân bom mìn, hay là đặt vấn đề thuê đất để mở rộng đại sứ quán vân vân, thì anh có suy nghĩ gì cái việc mà bà ấy đề cập đến với cả việc mà giới dân chủ Việt Nam mong muốn? Thật ra cái từ mà dân chủ á, thật ra nó chỉ là cái trò chơi dân chủ thôi. Đối với người Mỹ, họ sử dụng cái dân chủ á là để họ thực hiện những cái gì họ muốn. Chứ thật ra trong cái quan hệ giữa các nước á, Mỹ họ quan hệ với nhiều nước đâu có dân chủ đâu. Ví dụ như những cái nước như Ả Rập, tiểu vương quốc Ả Rập, những nước Hồi giáo làm gì có dân chủ. Đúng rồi. Nhưng mà họ vẫn quan hệ mật thiết. Còn những cái nước nào mà họ không thích thì họ đem cái chiêu bài dân chủ vô. Nhưng đối với, như anh đã nói ngay từ ban đầu, đối với Việt Nam bây giờ họ nhìn Việt Nam với một cái nhìn trọng thị. Họ hiểu, họ có đại sứ quán ở Việt Nam mà, họ hiểu cái dân chủ, thì thật ra cái dân chủ, cái phạm trù đó nó cũng trừu tượng lắm. Nó còn tùy vào cái từng quốc gia. Thí dụ như bên bây giờ mình nói về bên Thái Lan đi, chỉ cần nói động tới ông vua là họ bắt bỏ tù rồi, làm gì có dân chủ. Nhưng mà họ vẫn, người Mỹ vẫn quan hệ mật thiết. Tất nhiên là cái dân chủ nó chỉ là một cái trò chơi, một cái con bài là khi nào cần thì sử dụng. Nhưng mà cái con bài dân chủ này bây giờ người Mỹ thấy là không áp dụng ở Việt Nam được nữa, theo anh nghĩ là như vậy. Không có áp dụng cho Việt Nam được nữa. Lại trong cái tình hình hiện nay, với cái nhu cầu, với cái địa chính trị, cái nội lực của Việt Nam, cái địa chính trị khá là quan trọng ở Biển Đông, thì họ cũng cần cái sự mà hợp tác của Việt Nam. Nên những cái chuyện mà những cái trò chơi dân chủ thì hình như là anh đã thấy là bà Harris không có đề cập gì tới. Họ rất là tế nhị trong cái vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Thì chính trị mà,
thì lúc này lúc kia họ nói lắm, bây giờ họ có thể là bây giờ họ vậy nhưng mà vài bữa lại họ lôi chị dân chủ ra, không ai nói được, không ai nói về chuyện này. Thì cái đó là cái phương thức ngoại giao của từng cái con người làm ngoại giao ở trong từng cái thời điểm thôi, chứ thật ra dân chủ thì phải xét lại ở từng quốc, nhiều rất 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 là nhiều quốc gia vi phạm cái dân chủ mà gọi là đồng minh của Mỹ luôn, họ vẫn vi phạm dân chủ, nhờ đồng minh bảo đồng minh đúng bình rồi, thường. Còn rất đúng, khi rất chính mà xác. đúng rồi, không không có vấn đề. Còn cái người mà khi mà họ cần đem cái dân chủ vào nước nào đó với một cái mục đích nào đó thì họ sử dụng chứ. Còn đối với Việt Nam bây giờ không nên. Đối với Việt Nam họ hiểu là đến 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 Việt Nam lúc này thì cái đó không phải là cái chuyện cần thiết, mà mình cần thiết cái chuyện khác, mình nên làm cái chuyện gì khác. Nên cái nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam hơi thất vọng về cái chuyến đi của bà Harris là cũng đúng rồi, em không có vấn đề gì Anh cả. Phong Nguyễn nói rất đúng, dân chủ chỉ là cái khái niệm tương đối với Hoa Kỳ thôi. Các quốc gia rất thân, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ nhá, ví dụ như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Ả Rập Xê Út nhá, vẫn còn cái hình phạt chặt tay này, ăn trộm và ném đá nhá, ném đá cho người phụ nữ chết ngoại tình, nhưng mà rất là thân cận, đồng minh cực kỳ thân cận với Hoa Kỳ. Cái đó vi phạm nhân quyền ấy, nghiêm trọng. Ngay như trường học ấy, ở Ả Rập Xê Út là đàn ông học một trường, đàn bà học một trường ngồi riêng, chứ không là học chung, là ngồi chung. Thế rất là nhiều cái luật Hồi giáo là khác. Vâng. Thì đến một người Mỹ họ hiểu hết á, người Mỹ họ hiểu hết á, không có thể nào mà ví dụ như Việt Nam mà áp dụng cái lối dân chủ kiểu Mỹ thì nó cũng đúng đâu, nó không đúng đâu. Cái đặc thù, cái văn hóa Á Đông, phương Tây nó khác xa lắm, nhưng mà có đôi lúc họ 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 sử dụng để mục đích thôi, để mà xây dựng một cái mục đích nào đó họ đưa vào. Còn đến lúc này mà đối với Việt Nam thì cái chuyện đó là nó không phải là chính yếu nữa, mà nó là thứ yếu không cần thiết. Thì qua cái chuyến đi của bà Harris này thì mình thấy nó thể hiện rõ là họ muốn cái sự hợp tác với Việt Nam, với cái địa thế chính trị, rồi với cái tầm, họ cũng hiểu được cái tầm của cái Việt Nam, họ cũng hiểu được cái tinh thần ở Việt Nam, nó có một cái tinh thần dân tộc rất là cao, thì họ hiểu được cái điều đó thì đúng là một sự hợp tác giữa hai bên, mà cái trên quan điểm là hai bên đều có lợi, trên quan điểm là hai bên đều có lợi. Mà Việt Nam, phía Việt Nam cũng đã sử dụng một cái chính sách rất là mềm dẻo, tại vì thật ra đối với Việt Nam bây giờ nó ở trong một cái tình thế cũng rất là khó, tại vì mình ở cạnh một cái ông cũng là cường quốc mà hơi xấu tính một tí, nên đâm ra mình cũng phải tìm cách nào đó để hòa hoãn, để mà cùng nhau mà chứ không 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 thật ra cái không có nước nào mà quý trọng cái hòa bình bằng Việt Nam đâu. Họ Vâng, chiến đúng tranh rồi. nhiều quá rồi, Việt Nam mất chiến mát tranh nhiều nhiều rồi. quá rồi, Vâng. mất mát gì chiến tranh nhiều quá rồi. Nên bây giờ như bây giờ thí dụ như bây giờ như vậy, hồi xưa vừa rồi cũng anh cũng có tâm sự với một số bạn ở trên Facebook rồi, nó thì có những cái con người á, cái thế hệ trẻ sau này nó sướng quá, nó không qua chiến tranh, nó không qua chiến tranh, nó sướng quá đi. Còn mình nó cái thế hệ mình á, thế hệ như thí dụ như cỡ anh á thì đã trải qua chiến tranh rồi, mà hồi xưa á, cái thời mà còn 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 thiếu niên á, là anh ở ở một cái nơi gọi là địa đầu giới tuyến á, là chiến tranh quanh năm, nên mình qua chiến tranh rồi á, mình mới hiểu cái thế nào là cái giá trị của hòa bình đấy. Mà cái lớp trẻ sau này hình như họ họ đâu có biết đâu đó, nên nên thật sự bây giờ cái các lãnh đạo, các cái chính quyền của Việt Nam bây giờ họ quá thấu hiểu cái điều đó, chiến tranh là điều tồi tệ nhất, mà không 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 nên không nên nói chung là bằng mọi cách để giữ hòa bình, trừ khi dồn vào chân tường thì chúng ta phải phản ứng thôi, chứ còn còn cách nào để giữ hòa bình thì cố gắng mà giữ hòa bình, giữ cái quan hệ mật thiết với tất cả các nước. Trung Quốc cũng là một cái, nói thẳng ra nói về kinh tế thì Trung Quốc cũng là một cái thị trường rất là tốt, 1 tỷ tư dân đó, là cái nông sản, nông dân, cái nông sản của Việt Nam mình là tiêu thụ ở Trung Quốc nhiều nhất, tại vì Đúng rồi. nó giáp liền ranh giới đó, thực phẩm đồ đưa qua nó nhanh, nó dễ, điều kiện nó dễ hơn. Nên 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 mình phải làm sao
trong cái vấn đề kinh tế, vừa làm ăn kinh tế, một cái thị trường 1 tỷ tư dân là rất là ok. Chứ đối với cái nông nghiệp Việt Nam là hết 70-80% là xuất xuất sang Trung Quốc, nên mình thấy cái điều đó là cũng là cái tầm cũng là cái vấn đề là quan khá là quan trọng. Nên cái chính sách mà của chính phủ Việt Nam cũng như ban giao tất cả mọi nước ở một cái mức độ chừng mực là làm gì làm, mình phải tự chủ đứng trên đường chân của mình thì nó sẽ tốt đẹp hơn trong cái mọi cái mối quan hệ. Trở lại đây Bảo Tròn. Thưa anh, có một cái vấn đề như này, tức là sau khi bà Phó Tổng thống Mỹ trở về Hoa Kỳ và các thông tin về kết quả làm việc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì Trung Quốc dường như là có vẻ không được vui vẻ. Vui vẻ. Và ông Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thì ông ta đã có cái bài phát biểu trên truyền thông nhắn người Mỹ, nhưng mà trong đó là ông ta cũng có hàm ý là vừa đe dọa Mỹ vừa răn đe Việt Nam. Anh có biết cái bài đó không ạ? Anh có nghe sơ sơ À vâng. thì anh thấy là như vậy. Ông có nhắc là Việt Nam phải cẩn thận cái mối quan hệ với Mỹ, nhưng mà Vâng. cái điều đó ông khỏi nhắc, Việt Nam hiểu mà. Việt Nam họ quá hiểu là đối đầu với nhau bằng chính trị, bằng quân sự nó bao nhiêu năm rồi, thì bây giờ đến cái giai đoạn hòa bình rồi hợp tác với nhau từ năm 95 tới giờ thì thật sự hai bên quá hiểu nhau, quá hiểu nhau rồi, nên không có cần cái ông Trung Quốc ông nhắc đâu. Nghe khéo quá. Sợ Trung Quốc rất sợ Việt Nam nhà thân với Mỹ. Thì nói chung là cái vị trí cái địa thế chính trị của Việt Nam khá là quan trọng ở cái khu vực Biển Đông đây, thì người Mỹ mà họ cũng có quyền lợi trong đó, chứ không có quyền lợi họ không nhúng tay vào đâu. Anh biết, anh ở đây anh biết người Mỹ họ rất là thực dụng đấy, mình hiểu được họ thì không có vấn đề gì cả, mình hiểu. Chứ đừng có mà yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả công ty họ hàng, đừng nên như vậy, không nên như vậy. Đó. Để chơi với người Mỹ là phải có cái nhìn nó thực tế chút, sòng phẳng sòng phẳng. Vâng. Ok, nay chơi nay nay chơi mai không chơi là chuyện bình thường. Đây, thì mình xác định điều xác định điều điều đó thì không có cái vấn đề gì phải lo cả. Còn đối với ông Trung Quốc á, thì họ ổng thì ổng ở gần mình quá, ổng ở gần mình quá nó cũng khổ cho mình, thì thôi bằng cái mọi biện pháp hòa hoãn gì đó, nói chung là để hai ông này cũng làm gì làm, mình đứng giữa. Mình đứng giữa rồi mình vẫn ở cái thế trung dung, làm sao để tránh cái chiến tranh. Thật ra chính anh mà bây giờ anh nghe nói chiến tranh sợ vô cùng, Vâng, mà anh mình đã sợ trải anh qua nhiều, ạ. sợ vô cùng. Mà mình thấy bây giờ cái đám trẻ như con anh rồi, nó đâu có biết đâu, nó đâu có biết cảnh mà chiến tranh ngày xưa đâu. Hồi xưa tụi anh ngồi học kìa chứ, đánh nhau là tụi anh chui xuống gầm bàn. Anh biết cái tỉnh hồi xưa anh ở trên cái tỉnh Phước Long á, là cái tỉnh mà giải phóng đầu tiên á, là cái đánh thăm dò người Mỹ, đánh thăm dò người Mỹ xem có phản ứng gì hay không á, thì đó cái trận trận đánh 24 ngày khốc liệt luôn đó. Thì anh ở cái vùng đó chiến sự mà suốt đánh nhau suốt ngày, nên anh hiểu là cái giá trị của hòa bình, cũng như là toàn người dân Việt Nam cũng như các cấp chính quyền họ, họ nói chung là Việt Nam thì họ hiểu là cái giá trị của hòa bình thì đã trải qua chiến tranh quá nhiều quá nhiều, quá đau khổ, quá mất mát nhiều rồi, thì mình cố gắng giữ được cái sự hòa hoãn trong cái trong hòa bình, trong cái cố gắng hết sức có thể để mình giữ gìn hòa bình. Trở lại với ở trong. Vâng, Việt Nam mình thì có hiểu, nên là em rất là thích mấy hôm nay làm về cái tin Phó Tổng thống Mỹ đi Việt Nam, thì có những người người ta ví này em rất thích này, ví ở Việt Nam nhiều cô gái đẹp kiêu kỳ có giá, anh nhà giàu nào cũng muốn ve vãn để lấy lòng, nên là khi ông Mỹ ông ấy tuyên bố ủng hộ 1 triệu thuốc vaccine thì ông Trung Quốc là ủng hộ 2 đấy, nhưng mà Việt Nam mình phải nói là cũng kiêu kỳ đồng đành, nhưng mà có người ví rất vui là liếc mắt một cái đưa mông một cái thì bắt đầu đã có ngay 3 triệu liều vaccine. Vâng, thế cảm ơn anh Phong Nguyễn đã chia sẻ cùng khán giả, chúc anh có một cuối tuần thật vui vẻ ạ. Vâng. Vâng. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng người từng đã
trao.